Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 14. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ ở đầu con hẻm, một bóng người nhỏ nhắn in trên nền trời chiều tà che khuất cả tầm mắt, như thể là màn đêm đang buông xuống. Tiêu Lục ngẩng đầu nhìn, thấy thiếu nữ đang định cười nói chào mừng trở về, nhưng ngay sau đó, Tiêu Lục, ta muốn giết ngươi, a! Thiếu nữ mang theo sát khí ngút trời lao đến, tung một quyền vào mặt của Tiêu Lục. Rầm! Tiêu Lục như quả bóng bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường đất. Cao thủ xuất siêu quả nhiên đã bất phàm. Thì ra là thế, không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Tiêu Lục ôm mặt, vẻ mặt đau đớn thở dài. Vừa rồi Tiểu Linh dì uất ức kể lại mọi chuyện xảy ra trong phủ cho hắn nghe. Đương nhiên là Văn Bảo đã bị đuổi đi chỗ khác, chỉ còn lại hắn và nàng. Chuyện nhục nhã thế này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được. Nghe chuyện động trời, Tiểu Lục cũng há hốc mồm. Dù hắn có là kẻ chuyên nghiệp đến đâu thì cũng không ngờ sự tình lại biến hóa đến mức này. Lão già kia không những dầm đáng mà còn biến thái và vô sỉ, lại dám kỳ thị ngực phẳng, thật là quá quắt. Tiêu Lục thở dài một tiếng, Linh tỷ, thật là ủy khuất cho tỷ quá. Vốn định an ủi thiếu nữ đang tổn thương, nhưng nó đến sau cùng, hắn không nhịn nổi bật cười. Đương nhiên kết quả là hắn lại bị Linh tỷ treo lên tường. Còn cười à, ta sẽ đánh cho người đến quên hết mọi thứ. Tiêu Lục xoa xoa quầng thâm trên mắt, cũng nhịn cười nói, không cười nữa, ta đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm, sau khi trở về nhất định sẽ đền bù xứng đáng. Tiểu Linh nhìn nghiến răng, ai cần ngươi đền bù, ngươi có thể đền bù thế nào? Tiêu Lục suy nghĩ một lát, thật ra ta biết phải phương thuốc bí mật có thể giúp ngực bự hơn. Linh tỷ, lần thứ ba rơi từ trên tường xuống, Tiểu Lục bất đắc dĩ thở dài. Linh tỷ, tỷ muốn luyện thần bút mã lương thần công sao? Dù thế nào, ta cũng không biến thành người hai chiều đâu. Ta... Tiểu Linh Nhi cứng họng bởi vì nói cho cùng, Tiêu Lục chỉ là tính toán sai, không phải cố ý hại nàng, nhưng vẫn uất trong lòng khó mà nguôi ngoai, biết làm sao bây giờ. Tiêu Lục trầm mặt, đương nhiên là phải tìm kẻ gây tội để báo thù rồi. Tiểu Linh Nhi ủ rũ, làm sao mà đi, kế hoạch lèn vào đã thất bại rồi. Tiêu Lục nghe ra cũng khó xử. Đúng vậy, không ngờ cái gã kia lại biến thái đến vậy, thẩm mỹ khác người. Không đi đường đó, muốn vào trong phủ rất là khó. Ta và Văn Bảo đều không phải tu sĩ am hiểu ẩn nấp và biến hóa. Tiểu Linh Nhi hiểu một tiếng, không được thì đánh thẳng vào, cứ vòng vo mãi, ta phạt ngán rồi. Tiêu Lục thầm nghĩ, người chán nản chỉ e là có nguyên nhân khác. Ban đầu quyết để người dùng vĩ nhân kế, chẳng phải người rất vui vẻ sao? Nhưng thật sự đã đánh thẳng vào, Tiêu Lục vẫn còn có phần do dự. Với đội hình hiện tại, đối đầu với một lục tinh, một tứ tinh, đánh thẳng thì được, nhưng muốn bắt sống bọn chúng thì rất khó. Mà nếu không bắt được, lần này sẽ thành đánh rắn động cỏ. Sau này muốn tìm tổng đàn bắt trưởng môn sẽ muôn vàn khó khăn. Hơn nữa sau lần này rất có thể sẽ bị trả thù, khiến sự việc thêm phức tạp hơn. Nếu có thể, tốt nhất vẫn nên đánh lén, bởi vì cho đến lúc này, ưu thế lớn nhất của bọn họ vẫn là địch trong sáng ta trong tối. Vậy nên vấn đề lại trở về ban đầu, làm sao lèn vào trong phủ bắt hai gian phu dâm phụ kia. Mình nhận kế là hữu hiệu nhất, đáng tiếc ba chủ thì có nhan sắc nhưng dáng người lại không được. Mà ngoài ba chủ ra, trong thời gian ngắn đi đâu tìm được người vừa xinh đẹp vừa có tu vi cao cường, có thể chiến cự được tu sĩ trúc cơ đây? Chẳng lẽ phải quay về núi điều người? Các đệ tử đã đi tứ tán khắp nơi rèn luyện, đâu có dễ tìm. Ấy da, nếu mà Nhạc Hình Giáo Dương Vội ở đây, mình đã có thể bày trò. Giờ thì hay rồi. Trong đội chỉ có một người ngực phẳng, một gã mập, một... Tiêu Lục chợt thở dài, cúi đầu nhìn xuống vũng nước dưới đất. Mặt nước phẳng như gương, phản chiếu khuôn mặt, thoáng nét lo âu của hắn. À, chờ chút, hình như có cách rồi. Linh tỷ, Viên Tỷ và Mập Mạp ở đây chờ một lát, ta có ý tưởng rồi. Linh Tỷ còn tưởng hắn muốn đi vệ sinh, bèn vất tay, đi đi. Khoảng một bữa cơm sau, lúc Tiểu Linh Chi đứng ở đầu ngõ đã chán, định bỏ đi, thì bỗng thấy từ xa một người đi tới. Đó là một thiếu nữ dáng người trung bình, dung mạo thành tú, yểu điệu. Nàng ta mặc một bộ váy dài diễm lệ, càng tôn lên vẻ yêu kiều mê hoặc. Nàng ta điềm đạm bước đi, ánh mắt lưu chuyển phong tình vạn trùng. Nhìn thấy người này, Tiểu Linh nhìn nhíu mày, nhất là khi nhìn thấy bộ ngực cao ngất của nàng ta, trong lòng càng thêm khó chịu. Gặp quỷ rồi, cái huyện thành nhỏ hẻo lánh này sao lại có nhân vật như vậy? Đáng lẽ ra người ở đây phải gây go ốm yếu mới đúng. Người ở huyện nhỏ thì phải có dáng vẻ của người ở huyện nhỏ, ngực to như vậy là để làm gì chứ? Rồi, trong ánh mắt phức tạp của Tiểu Linh Nhi, nữ nhân xa lạ kia bỗng quay đầu cười với nàng một tiếng, sải bước đi tới. Người tìm ta có việc gì? Tiểu Linh Nhi khó chịu hỏi, nhất là khi đối phương đứng trước mặt, nhưng vô tình lại như cố ý ưỡn ngực, quả thực là đang khiêu khích nàng. Là ta đây. Ngươi là ai? Ta quen ngươi sao? Tiểu Linh Nhi theo bản năng đáp lại, rồi lập tức giữ người, bởi vì giọng nói này quá quen thuộc, rõ ràng là ta. Không nhận ra ta sao? Ta không dùng thuật giả thanh đâu, không nhận ra thật à? Bà chủ cảm thấy cằm mình sắp rớn xuống đất. Tiêu Lục, bổn cô nương họ Tiêu, tiền lộ. Hai người các ngươi còn không bao quỷ xuống bái kiến. Tóm lại, vì các ngươi đều vô dụng nên ta đành phải tự mình ra tay, không phải là ta có sở thích đặc biệt gì đâu. Vừa rồi ta nhìn bóng hình phản chiếu dưới nước, chợt nảy ra ý tưởng. Hay dạ, tuy ta không có được anh Tuấn tiểu sái cho lắm, nhưng nhân lúc dậy thì giả trang nữ nhi một phen cũng không phải là không được. Đừng có há hốc mồm ra nữa, cho ta xin ý kiến đi. Bộ dạng của ta bây giờ có ổn không? Ta đã dành thời gian sửa sang lại, nhìn chung thì cũng tạm được. Chi tiết thì cần phải trau chuốt thêm, nhưng hiện tại không có thời gian. Ba chủ và Văn Bảo vẫn đứng im điều phỗng, mặt mày kinh hãi. Tiêu Lục bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay sờ ngực ba chủ. Rầm, lại là một bức tranh 2D. Nhân vật 2D miễn cưỡng lên tiếng. Không phải người rất tỉnh táo sao? Vừa rồi cố tình không phòng bị là để dụ hắn rời khỏi hang à? Bà chủ đỏ mặt, lấy tay che ngực. Đồ lưu manh biến thái, người thật là ghê tởm. Tiêu Lục nhảy xuống khỏi tường, tức giận phản bác. Còn không phải tại người ngược phẳng vô dụng. Nếu không ta đây cần gì phải hy sinh sắc đẹp chứ? Ta đang chịu áp lực tâm lý rất lớn đấy. Biến thái, tránh xa ta ra. Còn nữa, không được thở, người sẽ làm ô nhiễm không khí cả cái huyện thành này mất. Gì? Ngực phẳng thì còn gào to làm gì? Bà chủ tức điên lên, nhưng nhìn kỹ một chút, bỗng kinh ngạc. Người nói ta ngực phẳng, với người là nam nhân, một ngực đó là thế nào? Không giống như nhồi bông hay là áo tắm. Tiêu Lục thở dài vỗ vỗ ngực, phát ra tiếng bịch bịch. Cái này... Bà chủ ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra. Người đã điều chỉnh hình dạng xương sườn. Được lắm, người đã lén luyện thành công môn công phu này. Tiêu Lục cười nhạo. Vô tướng kiếm cốt chẳng phải là luyện xương cốt sao? Tuy hơi khó chịu một chút, nhưng chịu đựng một hai ngày cũng không sao. Dù sao thì cũng không phải đánh nhau, chỉ cần không hoạt động mạnh, không lắc lư quá đà thì cũng không khác gì đồ thật. Đường đường là vô tướng kiếm cốt mà người lại dùng như vậy. Thượng bất chính hạ tắc loạn, môn công phu này chắc là từ thời sư phụ đã có nhiều cách sử dụng biến thái hơn rồi. Ví dụ như xương chân thứ ba chẳng hạn. Mấy trò mèo của ta sao mà sánh bằng? Thôi, không nói nhiều nữa, ta đi dụ dỗ hắn đây. Bác chủ giật mình, đi luôn à? Trực tiếp như vậy à? Ít nhất là cũng phải có lý do chứ. Trước đó ta và Văn Bảo đã phải diễn một màn, hơi bị dài đấy. Đó là vì hai người các người quá yếu, nên ta mới phải tốn công gian dựng. Nhưng với thực lực của ta, cần gì phải như vậy? Tiêu Lục cười lạnh, nhìn cho kỹ vào, để người mở mang tầm mắt nhé. Mở mang tầm mắt về độ biến thái của người ấy hả? Không lâu sau, ba người lại đến trước cổng biệt viện. Bà chủ và Văn Bảo nấp trong bóng tối quan sát. Tiêu Lục xả gái với nụ cười tự tin từ trong bóng tối bước ra. Lấy cớ nấp trong bóng tối, Tiêu Lục không biết từ đâu lấy ra một bình rượu dọc thẳng lên đầu. Lập tức mùi rượu sộc lên nồng nặc. Bước chân của Tiêu Lục loạng choạng lảo đảo như người say. Trước ánh mắt kinh ngạc của ba chủ, Tiêu Lục cũng khẽ cất tiếng khóc nức nở. Đồ phụ bạc có mới nới cũ, nhưng lời thề non hẹn biển lúc trước đều là giả dối. Ba chủ chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, trước mặt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu. Quả thật là hủy thiệt thế giới quan. Đối với tu sĩ cấp bậc như Tiêu Lục, việc thay đổi giọng nói thành nữ nhân là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên thực tế thì Văn Bảo cũng làm được, nhưng mà nghĩ đến người con gái đang mượn rượu dài sâu kia lại chính là Tiêu Lục. Xin lỗi, để ta lượm cằm lại đã. Bên kia Tiêu Lục vừa khóc vừa loạng choạng đi về phía cổng biệt viện. Hai tên hộ vệ thấy cô gái say rượu giữa đêm khuya đều nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cụ thể sai ở đâu thì lại không nói rõ được. Còn như xem kịch vui vậy. Cô gái say rượu này tuy có phần chật vật, nhưng nhìn kỹ thì dung mạo cũng rất xinh đẹp, nhất là cặp tuyết trắng ẩn hiện trước ngực kia, thật là không giống thứ mà huyện thành nhỏ bé võ hầu này có thể nuôi dưỡng ra được. Hai người mặt mày lạnh nhạt, ra vẻ trung thành tận tụy canh giữ cửa, nhưng ánh mắt lại không nhịn được liếc nhìn. Thế nhưng chỉ một lát sau, bọn chúng không cần phải giả vờ nữa, bởi vì cô gái kia bỗng nhào tới, ngã vào lòng một tên hộ vệ. Tên hộ vệ kia ngây người, theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng nữ nhân say rượu sức lực rất lớn, túm chặt lấy tay hắn không thể thoát ra. Nam nhân các ngươi không có một ai tốt lành, đều là đồ phụ bạc, tham lam vô độ. Người mau buông ra. Tên hộ vệ to mồ hôi hột tỏa ra. Nếu để cho quản gia hay tiên sư nhìn thấy thì hắn tiêu đời. Nhưng cô gái này tuy say rượu, nhưng lại toát ra vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hắn muốn ra tay nhưng lại không đỡ. Tên hộ vệ còn lại ngẩn người một lúc, định tiến đến giúp đỡ. Lòng ngờ cô gái kia thấy hắn lại gần, liền khóc lóc thảm thiết hơn, nằm vật ra đất không chịu dậy. Đúng lúc đang khó xử, cửa viện mở ra. Quản gia tức giận quát: bên ngoài ồn ào cái gì thế hả? Nếu chọc giận tiên sư đang tu luyện thì đừng mong được yên bình. Hai tên hộ vệ vội vàng kể lại sự việc, sau đó hợp sức nâng cô gái say rượu kia lên cho quản gia xem. Quản gia ban đầu bị mùi rượu hùn cho nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của cô gái, đặc biệt là cái bộ ngực trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo sọc dày kia, mẹ kiếp, đúng là đồ vừa đến lúc. Quản gia cắn răng ngoắc tay qua một tên gia nhân, dặn dò vài câu rồi nói với hai tên hộ vệ: hai người các ngươi đưa nữ nhân này vào phòng cho ta. Hả? Nữ nhân này? Quản gia nghiến răng, mẹ nó, tuy lai lịch là không rõ ràng, nhưng lúc này còn quản được nhiều như vậy à? Tiền sư đã sớm chán ghét đám nữ nhân trước kia rồi. Cái huyện thành nhỏ bé này kiếm đâu ra mỹ nhân tuyệt sắc nữa. Trước đó tìm được một người còn bị chê là ngực phẳng. Nhưng liệu có... Pháp trận trong này là do tiên sư tự tay bố trí, không cần phải lo. Hai tên hộ vệ gật đầu, dù sao cũng là người của quản gia. Bọn chúng chỉ phụ trách làm việc theo, liền khiêng cô gái say mềm vào trong. Quan sát tự mình áp tải, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, liền đóng cửa lại, lẩm bẩm nói: ngực này mới gọi là lớn chứ, hơn hẳn cái con ả ngực phẳng buổi sáng. Cùng lúc đó, ở một góc tối gần đó, con ả kia chứng kiến toàn bộ sự việc, phun ra một ngụm máu tươi. Lũ biến thái các người đều phải chết. Quan gia và hai tên hộ vệ khiêng cô gái vào trong, định đưa vào phòng tắm rửa ráy trước. Bỗng nhiên tiếng của tiên sư gầm lên giận dữ: được rồi, phiền phức như vậy làm gì? Đưa nữ nhân đó đến đây cho ta. Mẹ kiếp, việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, cái lũ vô dụng. Lời còn chưa dứt, một luồng khí xanh từ trên trời giáng xuống, quét qua người cô gái. Mùi rượu nồng nặc biến mất, thay vào đó là một mùi hương thơm ngát. Hai tên hộ vệ đều run rẩy. Đây chính là tiên pháp. Tiên pháp ngay trước mắt, tuy chỉ là phép thuật tẩy rửa đơn giản, nhưng với tiên pháp của tiên sư, có thể giáng xuống luồng khí thì cũng có thể giáng xuống thiên lôi hay là nghiệp hỏa, thật đáng sợ. Quản gia nghe tiên sư rục rã, vội vàng nói: tiên sư, thân phận của nữ nhân này có phần... có thể có thân phận gì, mau đưa vào đây đi. Mấy người vội vàng khiêng cô gái vào phòng, chỉ thấy lão già kia đang ngồi trên giường, vẻ mặt thèm thuồng cởi chân, lộ ra bộ ngực nhăn nheo, gương mặt còn mang theo vài phần hung ác. Mà trên giường sau lưng của lão tù sĩ, có hai nữ nhân nằm đó, hạ thể loang lổ vết máu, trên mặt còn có vương nước mắt, đã hồn mê tự bao giờ. Mẹ kiếp, lúc này còn bày đặt dưỡng khí trùng quan cái gì? Khí của lão phu là để cho ai dưỡng? Đương nhân phàm tục làm sao chịu nổi kim cương sử của lão phu chứ? Thì ra song tu công pháp của đôi gian phù dâm phụ này, một khi đã mở ra thì cần phải ngày ngày hành công, không thể ngừng nghỉ. Mà vừa hay trong lúc bọn chúng tu hành, nữ sứ giả tu vi luyện khí tứ tình kia đến thời khắc đột phá, bất đắc dĩ phải đi ôn dưỡng linh khí, chuẩn bị phá quan. Thành ra lão già lục tinh kia liền thảm rồi, không có đối tượng song tu, nhưng công pháp vẫn không ngừng vận chuyển. Hắn đành phải dùng phương pháp thải bộ, xuống tay với mấy nữ nhân phàm gian trong phòng. Đáng tiếc là những nữ nhân phàm gian kia đều phôi phai nhàn sắc từ lâu, tinh hoa hao tổn 7-8 phần, căn bản không đủ để nhét kẽ răng lão tù sĩ. Dưới tình thế cấp bách, lão già này hận không thể xông thẳng ra huyện thành bắt cóc nữ nhân nhà lành. Nhưng mà nữ nhân huyện thành nhàn sắc cũng thường thường bậc trung, e là phải đến 100 người mới có thể áp chế được tà hỏa trong ngọc phủ của hắn. Mà một lần thải bổ 100 người, e là huyện lệnh có giao tình thế nào thì cũng không dẹp yên được chuyện này. Một khi kinh động đến tu sĩ đồng đạo phủ, toàn bộ thất tinh môn sẽ gặp phải tai họa. Mà đúng vào lúc này, quả nhiên trời cao mở mắt, giữa đường tuyết rơi lại có người đưa than. Thế mà lại có một nữ nhân tuyệt sắc từ trên trời giáng xuống, tự mình đưa đến tận cửa nhà. Đương nhiên, nói là tuyệt sắc huynh thành thì cũng không hẳn, nhưng dung mạo xinh đẹp, dáng người đầy đặn, hai điểm này kết hợp cùng một chỗ cũng không phải dễ thấy. Tuy rằng không thể lấy một địch trăm, nhưng có lẽ có thể giải quyết được cơn khát khao lúc này, thật đúng là cấp bách. Nếu cứ tiếp tục nhịn nữa, lão tu sẽ cảm thấy chưa đến 1 canh giờ, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Cho nên nói, đến lúc này, đừng nói là thân thế nàng ta bất minh, cho dù có biết rõ nữ nhân này lai lịch bất phàm, hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm. Cứ xách thường lên ngựa rồi tính tiếp. Huống chi trong viện nhà mình có trận pháp bảo vệ nghiêm mật, hắn còn sợ ai dám xông vào đây chứ? Mà đối với những người nào đó mà nói, sự tình thuận lợi đến mức kỳ lạ. Vốn dĩ còn có mấy cửa ải phải tốn chút tâm tư suy nghĩ, ví dụ như tắm rửa, thay y phục gì đó. Ai ngờ đâu lại thuận buồm xuôi gió, trực tiếp được đưa vào phòng chính. Ngược lại là bản thân hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Mẹ kiếp, thuốc còn chưa kịp uống, bùa tăng lực cũng chưa kịp dán, đã phải đánh quái rồi sao? Không phải chứ. Một mình một ngựa chống lại một tên tu sĩ trúc cơ, đối với Tiêu Lục mà nói là một thử thách vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là nan đề khó giải. Vương hồ trạch viện này là sân nhà của đối phương, không biết đã bố trí bao nhiêu cạm bẫy. Lục Trường nghe Văn Bảo thuật lại một lượt, Tiêu Lục có thể xác nhận được đại khái 3 tầng trận pháp, đều là trận pháp thường thấy được ghi chép trong sách vở. 3 tầng hợp lại làm một. Đình viện này liền kết nối với nguyên thần trong ngọc phủ của lão tu sĩ, nhật cử nhật động, cỏ cây hoa lá đều nằm trong lòng bàn tay. Hơn nữa pháp thuật của tu sĩ có thể phóng thích từ bất kỳ góc nào, không có điểm mù. Phần này thuộc về kiến thức cơ bản, sau này khi tu sĩ mở rộng phủ cho mình, không tính là quá mức cao siêu, nhưng lại thể hiện căn cơ của một tu sĩ. Buổi sáng nghe mập mạp nói qua, Tiêu Lục cảm thấy đối thủ quả thực không dễ đối phó. Bọn tu sĩ hạ cửu lưu này rất ít kẻ có được căn cơ vững chắc, chúng chỉ coi trọng tu vi cảnh giới, một đường cuồng tấn đột phá, những thứ khác đều chẳng để tâm. Kết quả là tu vi phù phiếm, thường xuyên bị tu sĩ danh môn đại phái vượt cấp khiêu chiến, đánh cho tan tác tháo chạy. Cân nhắc đến tình huống thực tế này, cùng với kinh nghiệm chém liên tiếp 2 tên sứ giả tứ tinh lúc trước mà không tốn nhiều sức, Tiêu Lục cũng không đánh giá quá cao lão già lục tinh kia. Anh ở đâu tên dâm loạn háo sắc này lại có căn cơ vững chắc đến vậy, không dễ đối phó chút nào. Cho nên sau đó Tiêu Lục kiên trì lựa chọn con đường đánh lén. Mà giờ phút này xem ra cũng không biết nên nói vận khí của mình tốt hay là không tốt. Cái lợi là tinh trùng của đối phương lên não rồi, 10 phần thực lực e rằng phải mất đi đến 7-8 phần. Còn cái hại, chính mình cũng chưa chuẩn bị chu toàn, không thể vận dụng toàn bộ thực lực. Nhưng mà con dâu xấu cũng phải ra mắt nhà chồng, mà cái trước mặt là núi đao biển lửa, cứ xông lên cho ta. Mấy tên gia đình khiêng Tiêu Lục đi thẳng vào phòng chính, Tên quản gia sai người đặt Tiêu Lục xuống đất, sau đó ngẩng đầu cười nịnh nọt, định bụng lấy lòng vị lão tiền sư này một chút. Anh ngờ đâu sau một khắc, hắn đã bị lão già mắt đỏ ngầu kia vung tay tát cho một cái bay thẳng ra ngoài. Hai gã gia đình còn lại sợ đến mức hồn vị phách tán, vô cùng tự giác nhanh chóng lui ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa lại. Sau đó bọn chúng âm thầm thở dài, đáng thương cho nữ nhân say rượu thất tình này, không biết còn sống được đến sáng mai hay không. Mấy nữ nhân bị lão tiền sư kia thải bổ trước đó, tuy rằng không chết ngay tại chỗ, nhưng nghe đại phu nói cũng phải dưỡng bệnh 3 đến 5 tháng mới có thể hồi phục. Đó cũng chẳng là chút lý trí cuối cùng kiềm chế lão tu sĩ. Này lão già kia đã sắp phát cuồng, e rằng không ổn rồi. Cùng lúc đó, trong phòng lão tu sĩ đã sớm đói khát khó nhịn, vừa nhìn thấy nữ nhân say mềm nằm trên đất, đặc biệt là trước ngực nàng ta còn lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Dục hỏa trong ngọc phủ của hắn lại càng bùng cháy dữ dội. Hắn cười dâm đãng một tiếng, đưa tay định cởi y phục của nàng ta. "Tiểu mỹ nhân, ta đến đây." Nhưng không ngờ ngay sau đó, nàng ta bỗng nhiên đứng bật dậy, chiếc váy dài hoa lệ bị nàng ta xoay người giãy ra, bay lượn trong không trung, che khuất tầm mắt của lão tu sĩ. Dưới tình thế bất ngờ, lão tu sĩ kia kinh hãi đến mức chết đi sống lại, đến chết cũng không ngờ nữ nhân thần bí vì hắn xem điểm bừa móc hạn hán lâu ngày lại là thích khách. Nữ nhân kia lúc vào nhà, rõ ràng hắn đã kiểm tra qua, không có chút tu vi nào, cho nên hắn mới yên tâm chuẩn bị thải bổ. Anh ngờ đâu, người mình thả vào lại là một tên luyện khí sĩ xuất thân danh môn đại phái, căn cơ vững chắc đến mức khó tin. Hắn nhất thời sơ suất, vậy mà lại bị lừa. Có điều lão già này cũng không hổ danh là trưởng lão lục tinh. Tuy trong lòng kinh hãi, nhưng thân thể lại theo bản năng phản ứng ngay. Pháp lực trong ngọc phủ của lão già lập tức bao phủ toàn thân, da thịt vốn đang chảy xệ bỗng nhiên căng phồng lên. Trên bề mặt mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, cứng rắn như sắt thép. Đồng thời, ngừng chấn lao. Liên tiếp 3 đạo chân gôn gần như đồng thời thốt ra. Hơn đâm mục tiêu của 3 đạo chân gôn này chính là nữ thích khách đang ẩn thân sau lớp váy dài kia. Người bình thường khi gặp phải thích khách, phản ứng đầu tiên chính là né tránh và phòng ngự. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của những bậc tiền bối, thì phản ứng tốt nhất chính là phản công trong lúc nguy cấp. Thích khách khi ám sát, hơn phân nửa là đã nắm rõ công pháp hộ thân của đối phương. Dù người có phòng ngự cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi sơ hở. Chỉ bằng điều chết phản công, nói không chừng lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng sự thật chính là như vậy. Mà đây cũng là kiến thức quý báu mà lão tu sĩ học được khi còn trẻ tuổi, lúc còn ở trong môn phái của Vạn Tiên Minh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thi triển một loạt thủ đoạn phòng ngự thích khách. Hắn dùng chân ngôn để khống chế đối thủ, sau đó dùng thân thể cường hãn của tu sĩ trúc cơ để bảo vệ tính mạng. Hắn tự tin, trừ phi tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều, nếu không ít nhất cũng có thể chống đỡ được đợt công kích đầu tiên. Mà thích khách hành thích, một khi đòn tấn công đầu tiên thất bại, muốn đắc thủ lần thứ hai sẽ càng khó khăn hơn hẳn. Quả nhiên trong lúc lão tu sĩ đang kinh hãi, chiếc váy dài giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất. Nữ thích khách phía sau bị 3 đạo chân gôn trói chặt, động tác trở nên cứng đờ và chậm chạp. Có điều lão tu sĩ không dám lơi là, bởi vì đòn vừa rồi tuy rằng bị ngăn cản, nhưng sát chiêu đối phương vẫn chưa sử dụng hết. Mái tóc dài như thác nước của nữ nhân kia bỗng nhiên bung ra, giống như thác nước đổ xuống bao phủ về phía hắn. Công pháp tà môn gì đây? Lão tu sĩ âm thầm kinh hãi, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Hắn lại một lần nữa thi triển chân gột, tạo thành một luồng yêu phong thổi bay mái tóc kia, không cho nó đến gần mình. Có điều trong lúc yêu phong gào thét, lão tu sĩ bỗng nhiên cảm thấy cổ họng có phần khác thường. Theo bản năng đưa tay lên sờ, thì chạm phải một sợi tơ mảnh mai vô hình. Hay cho thủ đoạn mình tu sạn đạo, ám độ trần thương. Sát chiêu thực sự lại ẩn giấu ở chỗ này. Sợi tơ tuy nhỏ bé, nhưng một khi bị nó quấn lấy cổ họng, khiến cho hắn không thể thi triển chân ngôn thuật thì sẽ phiền phức to. May mà bản thân tu hành đã gần 100 năm, tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng trực giác đến vô cùng nhạy bén. trong thời khắc mấu chốt đã cứu hắn một mạng. Sau khi sợi tơ vô hình bị phát hiện, tự nhiên không thể nào phát huy tác dụng. Lão tu sĩ chỉ cần khẽ dùng một ngón tay là có thể cỡ nó xuống. Đến lúc này, làm bài tẩy của đối phương coi như đã hết, chỉ có thể giãy giụa một cách vô vọng dưới sự áp chế của ba chiêu trần gồn liên tiếp. Lão tu sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cửa ải khó khăn nhất đã qua. Tiếp theo, để xem hắn chơi đùa với nữ thích khách to gan lớn mật này như thế nào. Nghĩ đến đây, dục hỏa trong lòng của lão tu sĩ lại càng bùng cháy mãnh liệt. Nhưng ngay lúc này, chiếc váy dài kia rơi xuống đất để lộ ra chân thân của nữ thích khách. Những thứ khác cũng không tính là gì, chỉ là hình dáng mơ hồ có thể nhìn thấy từ đường cong nội y giữa hai chân của nàng ta. Cái thường vốn đang hùng dũng của lão tu sĩ bỗng chốc ỉu xìu. Ta biết ngay mà, nữ thích khách xinh đẹp gì đó đều là lừa người. Nhưng mà, hay là cứ cố thử một chút, dù sao khuôn mặt cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy, tuy rằng cây thương kia vẫn chưa được tưới tắm, nhưng dục hỏa trong lòng hắn lại một lần nữa bùng cháy. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói, khiến cho trái tim đang rực lửa của hắn bỗng chốc chìm xuống đáy cốc. Lũ biến thái các người, tất cả đều phải chết. Sau cái truyền đến một luồng lực lượng mạnh mẽ, không chút trở ngại nào, đánh tan hộ thể cường khí của hắn, thậm chí còn đánh nát cả pháp khí thượng phẩm mà hắn luôn mang theo bên mình, Thất Bảo Hộ Tâm Kính. Một lực lượng hùng hồn như sóng to gió lớn ập đến, đánh tan thần niệm, chấn động cả ngọc phủ. Trước mặt tối sầm, lão tu sĩ ngất lịm, ha ha, Linh tỷ, chúng ta quả nhiên là tỷ muội tâm linh tương thông mà. Ai thèm tỷ muội tương thông với tên biến thái nhà ngươi. Đừng có ngại ngùng mà. Trong phòng Tiêu Lục vừa cười ha ha, vừa cố gắng hoạt động thân thể đang bị chân ngôn thuật áp chế, dần dần khôi phục cảm giác. Phải nói rằng tam liệt chân ngôn vừa rồi quả thực không phải là chuyện đùa. Khôn sơn kiếm trong tay hắn không có, vô tướng phá pháp kiếm là hy vọng duy nhất có thể phá giải chân ngôn cũng không thể sử dụng. Ba đạo chân ngôn kia cứ thế đánh thẳng vào người hắn. May mà vô tướng kiếm cốt cùng vô tướng kim trùng tráo của hắn đã tu luyện đến mức vững chắc, bằng không đã bị chân ngôn thuật chấn chết rồi. Nếu đổi lại là một tên sứ giả luyện khí tứ tinh, e rằng đã bị chấn đến mức nửa sống nửa chết ngay. Đây chính là chênh lệch khi vượt cấp khiêu chiến, đặc biệt là vượt qua một đại cảnh giới, chênh lệch to lớn như trời với đất. Thực lực của tu sĩ trúc cơ quả nhiên không thể khinh thường. Tiêu Lục thở dài nói, tu sĩ trúc cơ sao ngươi lại ác như vậy? À, cái con khỉ khô, là người quá vô dụng thì có. Tên kia căn bản đã nỗi sỉ nhục của trúc cơ. Nếu là trúc cơ của Thần Kiếm Sơn, chỉ cần một đạo chân ngôn là đủ đè chết ngươi rồi. Bà chủ vừa dùng dây thừng trói lão giả kia lại, vừa không chút khách khí châm chọc Tiêu Lục. Cũng là đệ tử của Thần Kiếm Sơn, một tên đường đường là tu sĩ trúc cơ, đối mặt với một tên nhóc tu vi kém một đại cảnh giới, lại không có vũ khí ở trong tay, mà còn không dùng pháp thuật áp chế được, đó mới là nỗi sỉ nhục lớn. Nếu không có ta, người đã bị lão biến thái kia tra đạp đến chết rồi. Còn đệ tử chân truyền vượt cấp khiêu chiến cái gì chứ, thật là nực cười. Tiêu Lục vừa dùng vô tướng hoàng cốt điều động toàn thân, khôi phục lại hình dáng bình thường, vừa tức giận phản bác lời nói vô trách nhiệm của ba chủ. Ngay cả vũ khí của ta còn không mang theo, được chưa? Lần này ta lẻn vào đây chính là để làm mồi nhử, tạo cơ hội cho người đấy. Ngươi còn mặt mũi nào mà phê bình ta? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có bản lĩnh một mình đối phó với hắn không? Chẳng phải đã sớm bị trận pháp của hắn vây khốn rồi sao? Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng bị hắn trả đạp, bởi vì ngươi ngực phẳng, hắn ta trướng mắt ngực phẳng, ngươi nhớ chưa? Má nó, ngươi còn dám nhắc đến chuyện ngực phẳng nữa, tuyệt sao? Được rồi, có thời gian cãi nhau với ta, người mau đi giải quyết tiền tứ tinh còn lại đi. Ba chủ tức giận nói, chẳng cần người phải nói. Ngay khi ta lén vào đây, việc đầu tiên ta làm chính là giải quyết ả dâm phụ kia. May mà ta ra tay nhanh chóng, bằng không đã không kịp cứu ngươi rồi. Này, đừng có mặt tỏ vẻ anh hùng như vậy được không hả? Nếu không phải ta ra mặt hấp dẫn sự chú ý của lão dâm tặc kia, người có thể dễ dàng lẻn vào đây sao? Cho dù người có dị năng dịch chuyển tức thời cũng vô dụng. Hai ta phân công hợp tác, công lao này chia đều, được chưa? Ba chủ hừ đánh một tiếng nói, tùy ngươi, Ai thèm cái loại cổng lào trẻ mặt này chứ? Chỉ là một tên trúc cơ tam lưu mà thôi, có gì mà đắc ý chứ? Đương nhiên thì Tiêu Lục đắc ý, nhưng không phải hắn đắc ý vì hợp tác với ba chủ đánh thắng một tên tù vi cao hơn mình. Điều khiến hắn đắc ý mình là bắt được một tên tù binh lục tinh, còn tìm kiếm tổng đàn Thất Tình Môn để làm gì nữa? Thân phận trưởng lão của hắn đã đủ để bọn họ mang về thông báo kết quả nhiệm vụ rồi. Tuy rằng trong lòng Tiêu Lục cũng hiểu rõ, chỉ mang một tên trưởng lão về thì chưa chắc đã giải quyết được vấn đề của Tiêu gia thôn. Nhưng mà các người rốt cuộc là ai? Ngay khi Tiêu Lục đang chìm trong suy tư, lão già dâm đãng kia đã tỉnh lại. Tu sĩ trúc cơ cảnh giới, thân thể cường hãn hơn luyện khí sĩ rất nhiều. Chỉ là hắn bị bà chủ đánh một quyền trúng huyệt đạo, toàn bộ ngọc phủ gần như tàn vỡ, tâm thần bị trọng thương. Tuy rằng thần trí đã khôi phục lại, nhưng lại không thể điều động được chút pháp lực nào, trông như là phế nhân. Dây thừng trên người hắn là do bà chủ tùy tiện trói lại. Nếu là lúc bình thường, chỉ cần dùng một ngón tay là hắn có thể dễ dàng cởi bỏ. Nhưng lúc này hắn lại không thể động đậy được. Nhưng mà may mắn trong bất hạnh là một quyền kia của bà chủ chẳng những đánh tan tâm thần cùng pháp lực ngọc phủ của hắn, mà còn dập tắt dục hỏa hừng hực thiêu đốt. Tuy cái giá phải trả chính là công lực của hắn ít nhất lùi lại vài năm, nhưng chung quy so với tàu hỏa nhập ma, thân thể suy bại thì tốt hơn nhiều. Các người vì sao lại đánh lén ta? Ta và các người có thù hận gì? Bà chủ nhíu mày, phiền thật. Nghe lão già dâm đãng này nói chuyện, cảm giác sẽ bẩn lỗ tai. Ta đi ra phía ngoài, hai tên biến thái các ngươi cứ tự nhiên. Mẹ kiếp, ta đừng là một nam nhân tuấn tú nhà lành, rốt cuộc biến thái ở chỗ nào vậy? Đứa nào mặc váy dụ dỗ lão già biến thái thì không có tư cách giải thích. Ê chà, nữ nhân hơn 30 tuổi còn ngực phẳng thì có tư cách chỉ trích người khác sao? Thôi, ta không đối co với người nữa. Bà chủ bĩu môi, trực tiếp chạy về phòng sau, chỉ để lại Tiêu Lục và lão già. Tiêu Lục tiến tới gần, nhận ra khuôn mặt này của ta không? Lão dầm tặc vừa rồi bị đánh choáng đầu hoa mắt, tầm mắt mơ hồ, nhưng sững sốt trong chốc lát, kinh hồn. Tiêu Lục. À, xem ra có nhận ra ta, như vậy bây giờ có cảm tưởng gì không? Ta đầu hàng. Lão dầm tặc trung quy cũng là tu sĩ trúc cơ, kinh nghiệm phong phú, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển vô số ý niệm, làm ra phán đoán sáng suốt. Bất luận là vừa rồi mình thất bại như thế nào, nữ nhân xuất hiện không hiểu thấu kia là chuyện gì xảy ra, nhưng nói tóm lại thì tình huống bây giờ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Thực lực của đối thủ càng vượt xa dự liệu. Nói thật, ngược lại hắn có phần tin tưởng phỏng đoán lúc trước họp ở tổng đàn mà các trưởng đạo khác đưa ra. Chẳng lẽ Tiêu Lục này thật sự là đệ tử của môn phái Ngũ Tuyệt kia? Về phần tại sao không còn lão quái nguyên anh nào xuống núi bảo bọc cho đệ tử, đại khái là một loại rèn luyện đặc thù chăng? Trước khi hắn ở Vạn Tiên Minh, môn phái từng tiếp nhận qua loại rèn luyện như vậy, cũng không phải là mới mẻ gì. Mà đã như vậy, trước mắt ngoại trừ đầu hàng thì không còn cách nào khác nữa. Hơn đến lúc này hắn càng thấy may mắn vì mình không đánh bị thương đối thủ, nếu không, chà, thật sự chọc giận lão quái nguyên anh ra tay. Thủ đoạn kia đủ để cho người ta sống không được, chết không xong. Thấy lão sầm tặc thống khoái đầu hàng như vậy, Tiêu Lục sững sờ, còn rất thức thời. Được rồi, vậy người hãy thuật lại một chút về sự thật tội ác của cái đám người Thất Tình Môn các ngươi ở Tiêu gia thôn đi. Lão sầm tặc thở dài, phi thường phối hợp, kể lại chuyện hắn biết rõ ràng như rót nước đậu. Lão sầm tặc họ Hà, tên là Hà Triêm, năm xưa từng tu hành ở Vạn Tiên Minh, sau đó vì vi phạm môn quy, tiến độ tu hành lại chậm chạp nên bị trục xuất, lượn lờ ở Cửu Châu nhiều năm. Do cơ duyên tình cờ mà gia nhập Thất Tình Môn, bắt đầu làm những chuyện đổi bại. Và Tiêu gia thôn chẳng qua chỉ là một trong vô số lần gây án kinh điển của Thất Tình Môn ở Thương Khê Châu mà thôi. Nếu không phải trêu chọc phải loại người nghịch thiên như Tiêu Lục, kỳ thực chẳng có gì đáng nói. Trò xếp kia không cần phải nói, Tiêu Lục cũng rõ như ban ngày. Nhưng mà người nói muốn ta đi Tiêu gia thôn giải thích chân tướng cho đám người kia à? Lão dâm tặc Hà Triêm nằm trên mặt đất, làm ra vẻ mặt trầm tư. Ta cảm thấy việc này không ổn. Lúc này Tiêu Lục cũng đang phiền lòng về việc này, thuận miệng hỏi: có gì mà không ổn? Lão dâm tặc vội vàng giải thích: Cái này theo ta được biết, Thất Tình Môn làm chuyện này nhiều năm, những kẻ bị lừa gạt muốn hoàn toàn tỉnh ngộ, trừ phía cuối cùng bị đánh cho đầu rơi máu chảy, không còn đường để đi, nếu không gần như không thể. Một khi lòng tham của con người bị khơi dậy sẽ rất khó đè xuống. Cho dù ta đi giải thích, bọn họ cũng chỉ tưởng rằng người bố chủ ta muốn lừa gạt họ. Tiêu Lục hừ một tiếng, đúng vậy, thế thì sao? Lão Dâm Tặc rất muốn nói, vậy thì xin ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ không thực tế này đi. Tốt xấu gì, ngươi cũng là tu sĩ Ngũ Tuyệt môn phái, tội gì phải để ý tới một đám sờn dã thật phù chứ? Chẳng lẽ Thần Kiếm phái không tu hành cái gì gọi là đoạn tuyệt trần duyên sao? Hơn nữa cho dù ngươi có coi trọng thần tình thế thái ở trần thế, thì đem cha mẹ của ngươi cùng những người thân quan trọng khác của ngươi tiến về môn phái là được. Muốn cả thôn cả chó lên trời rõ ràng là không thực tế. Trong lúc nhất thời, lão Dâm Tặc không nói nên lời, sững sờ tại chỗ. Tiêu Lục cũng không trông cậy và việc hắn thật sự có thể đưa ra chủ ý gì hay. Ngay cả mình cũng không nghĩ ra đáp án cho vấn đề nan giải này. Lão Dâm Tặc này có thể có ý nghĩa gì chứ? Trước mắt loại tổ hợp kẻ lừa đảo và loại ngu ngốc này, sức chiến đấu quả thực tăng mạnh. Cho dù lúc này tu vi của hắn cao thầm khó được, một cái tát có thể đánh chết toàn bộ từ trên xuống dưới Thất Tình Môn cũng không làm nên chuyện gì. Cái đám người ngu xuẩn ở Tiêu Gia thôn kia cứ khăng khăng với con đường phàm nhân tu tiên, ai nấy đều bất chấp tư chất của bản thân thấp kém, chỉ một lòng cầu tiên, coi như mình tiêu diệt Thất Tình Môn, chỉ cần không để bọn họ thành tiên, về sau khó tránh khỏi sẽ có Bát Tinh Môn, Cửu Tinh Môn nhân cơ hội này mà chen chân vào. Ấy da, nghĩ đến chỗ phiền muộn này, thật khiến cho người ta hận không thể rút kiếm chém chết toàn bộ người trong thôn cho nó thành tịnh. Trong lòng của Tiêu Lục khó chịu, nhưng trên mặt lại càng thêm thong dong, ngược lại tán gẫu với lão Dâm Tặc. Người nằm đó cũng là người lương thiện, xuất thân cũng không tệ, làm sao lại bị đám người Thất Tình Môn bị ổi kia lừa gạt, cam tâm tình nguyện làm chó săn cho trưởng môn của bọn chúng. Lão Dâm Tặc nhớ lại chuyện năm xưa, cười khổ một tiếng. Trưởng môn chúng ta cũng không phải hạng người dễ đối phó, cũng xuất thân từ Vạn Tiên Minh. Thật ra thì trong các trưởng lão của môn phái, có một nửa xuất thân từ môn phái lớn. Tuy rằng theo như ngươi thấy là bị ổi, nhưng trong những kẻ bị ổi, Thất Tình Môn cũng coi như là phát triển không tệ. Ồ, nếu đã có nền tảng này, tại sao không thành thật tu hành, cứ phải đi lừa gạt đám sơn giã thất phu kia? Lão Dâm Tặc nói, lợi ích là mở mắt thôi. Các tầng của Thất Tình Môn các bạn đều là những kẻ tu hành gặp trở ngại, khó có thể tiến thêm một bước, cho nên nản lòng thoái chí, dục vọng liền tăng lên. Nhưng năm gần đây, đi lừa gạt khắp nơi, tích lũy được khối tài sản khá khá, thật sự không đỡ dừng tay. Nhất là mấy năm trở ở Bạch Nguyệt Quốc có một lô hàng thượng đẳng dùng để mê hoặc thế nhân, hiệu quả rất tốt. Thời điểm Thất Tình Môn chúng ta huy hoàng nhất, đã từng có cả phủ thành của một phủ làm phạm vi thế lực của mình. Trong số mấy chục vạn người trong thành, tín đồ của chúng ta chiếm 6-7 phần 10. Trong khoảng thời gian đó, cho dù là đệ tử cấp thấp của chúng ta đều sống rất sung sướng. So với những kẻ không có tư chất lại không có cơ duyên, hết lần này tới lần khác còn tin tưởng tu hành là phải tự mình nỗ lực khổ tu, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Ngày đến đó, Tiêu Lục cũng cảm thấy hứng thú. Sung sướng ạ, có thể sung sướng bao nhiêu? Tài phú ở trần gian dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ đến thế thôi. Lão già Dâm Tặc lắc đầu, đó là do người chưa biết. Nên là Tiêu Gia thôn, Võ Hầu huyện, những nơi như vậy đúng là không có bao nhiêu thứ béo bở để vơ vét. Nhưng đổi lại là những huyện thành giàu có, thậm chí là phủ thành chủ, vậy thì lại khác rồi. Tuy rằng pháp khí thượng phẩm, pháp bảo gì đó vẫn hiếm thấy, nhưng tài nguyên khác lại cực kỳ phong phú. Ví dụ như linh thạch, ta nhớ năm đó chiếm cứ phủ thành, trong vòng 1 năm, Thất Tình Môn chúng ta đã vơ vét được hơn 10 vạn linh thạch. Tuy rằng phẩm cấp không đồng nhất, nhưng dù sao cũng là một món tiền lớn. Lời còn chưa dứt đã bị giọng nói kinh ngạc của Tiêu Lục cắt ngang. Mấy chục vạn linh thạch á? Ừ, đúng vậy. Người đang khoác lác đấy à? Lão Dâm Tặc vội la lên, tuyệt đối không có chuyện đó. Nếu không tin, người có thể đi điều tra. Không chỉ là Thất Tình Môn chúng ta, những môn phái khác nếu chiếm cứ phủ thành của một phủ cũng có thể kiếm được mấy chục vạn linh thạch. nên là phủ thành cấp cao, 100 vạn linh thạch một năm cũng không là gì. Thầy lão giả Dầm Đáng đang nghiêm túc như vậy, Tiêu Lục nhíu mày hỏi, kỳ quái, một đám dân đen ở trần gian lại đầu ra nhiều linh thạch như vậy chứ? Lão Dầm Tặc giải thích, đương nhiên là tích tiểu thành đại, từng chút gom góp lại. Cửu Châu đại lục này, linh thạch bình thường có hai nguồn gốc, một loại là nơi hội tụ linh khí của trời đất, trải qua thời gian dài đằng đẵng liền hình thành mỏ tinh thạch. Không những trữ lượng phong phú, hơn nữa chỉ cần khai thác hợp lý thì gần như là vô tận. Còn một loại khác là tự do tồn tại giữa trời đất, do đủ loại cơ duyên trùng hợp mà ngẫu nhiên sinh ra một chút linh thạch rải rác. Hiện nay những mỏ quặng có trữ lượng phong phú thường thường bị các danh vồn đại phái chiếm giữ, khai thác thuận tiện, sản lượng phong phú. Nhưng trên thực tế, nếu tính tổng sản lượng, những linh thạch rải rác kia cũng không ít hơn so với mỏ quặng lớn, chỉ là thu thập không dễ dàng, phí tổn quá cao. Nhưng đối với người trần mắt thịt, cả thiên hạ có tới ngàn vạn dân chúng, mỗi người góp một ít, tổng sản lượng cũng cực kỳ kinh người. Cửu Châu rộng lớn là vậy, nhưng một phái tu tiên chiếm cứ chỉ là một phần nhỏ, không đáng kể mà thôi. Nghe xong Tiêu Lục gật đầu, cũng có lý, xem nhận sức mạnh của quần chúng nhân dân là không đúng. Nhưng mà một phủ đã có mấy chục vạn linh thạch, chà chà, thật là không ngờ đấy. Lão Dâm Tặc cười nói, đúng vậy, chính là vì những danh môn đại phái các ngươi không nghĩ tới, cho nên mới có chỗ cho chúng ta kiếm tra. Hơn nữa linh thạch gì đó, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Chiếm cứ phủ thành của một phủ, chỗ tốt thật sự là nhiều vô số kể. Tiêu Lục lại hỏi, nói rõ hơn một chút xem. Nói ví dụ như... Lão Dầm Đáng suy nghĩ một chút. Một phủ thành, một năm thuế thu được khoảng mấy trăm vạn lượng bạc. Nhưng mỗi năm chúng ta có thể thu thập được số của cải có giá trị gấp 10 lần con số đó. Mẹ kiếp, gấp 10 lần số thuế được thu à? Rõ ràng là người đang nói khoác. Lão Dâm Tặc cười nói, nhưng đó là sự thật. Thuế má của một quốc gia thông thường sẽ không bao giờ quá nặng. Bởi vì nếu thuế má quá nặng, khiến cho bách tính lầm than, cuối cùng ai cũng không được lợi lộc gì. Thế nhưng Thất Tình Môn chúng ta thì khác. Những tên ngu dân tin tưởng người phàm cũng có thể tu tiên kia, vì cầu tiên đạo có thể bất chấp tất cả, bán hết nhà cửa ruộng vườn cũng không tiếc, ngay cả vợ con cũng có thể đem bán, chỉ để đổi đấy một túi bồi nguyên linh. Có những tên ngu ngốc như vậy, còn sợ không có tiền tài chảy vào túi mình sao? Lão Dâm Tặc nói xong, Tiêu Lục còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy ba chủ ở phía sau tức giận nói, kiếm cái loại tiền trái lương tâm như vậy, các người ngủ có ngon không? Bị ba chủ quát lớn, lão Dâm Tặc sợ tới mức run rẩy cả người. So với Tiêu Lục là tu sĩ luyện khí xuất thân từ danh môn đại phái, thật ra thì hắn càng sợ hãi nữ nhân thoạt nhìn không có chút tu vi nào mà lại có thể một quyền đánh vỡ vô số tầng phòng ngự của mình hơn. Nó mới là quái vật chân chính đấy. Cho nên nghe thấy nàng ta tức giận, lão Dâm Tặc vội vàng giải thích, thật ra thì cũng không thể trách chúng ta hoàn toàn được. Nhưng kẻ cuồng tín kia rất nhiều khi là do bọn họ tự chuốc lấy. Chúng ta chỉ làm chút quảng cáo giả thôi, nhưng giá cả rõ ràng, cũng không ép mua ép bán. Thậm chí có một số đệ tử lương tâm nhìn thấy cảnh ngộ của bọn họ quá mức thê thảm, còn khuyên bọn họ nên cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng mà những tên cuồng tín đó căn bản sẽ không nghe lọt tai. Nói nhiều, bọn họ còn nghi ngờ chúng ta phân biệt đối xử. Vì muốn tu tiên, cái gì bọn họ cũng dám làm. Nói ví dụ như Tiêu gia thôn đi. 2 ngày trước ta vừa nhận được tin tức, có mấy hộ sở mất đi sự ưu ái của Thất Tình Môn, dự định sẽ bắt cóc cha mẹ của ngươi để lấy lòng đấy. Vừa nghe xong câu này, ba chủ hơi kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn Tiêu Lục, lại phát hiện Tiêu Lục hoàn toàn không hề để tâm. Có đôi khi ta cũng nghĩ, có lẽ đó chính là bản chất của con người. Chỉ vì một bình bối nguyên linh, có không ít kẻ dám làm chuyện giết người phóng hỏa đấy. Bà chủ nhịn không được hỏi, nhưng mà đối với người trần mắt thịt, cho dù bọn họ có cuồng nhiệt đến đâu thì bối nguyên linh cũng không thể nào có tác dụng gì. Tại sao bọn họ vẫn chấp mê bất ngộ như vậy? Lão Dâm Tặc nói, đương nhiên là có tác dụng chứ. Dù sao cũng là phương pháp khai thiên tích địa của Lục Hoa tổ sư ở Thịnh Kinh Tiên Môn. Cho dù tư chất có thấp kém, tiền duyên có ít ỏi đến đâu, chỉ cần kiên trì sử dụng, tu vi vẫn có thể tiến bộ. Mà chính là một chút tiến bộ ít ỏi đó lại có thể khiến cho bọn họ càng thêm điên cuồng. Ta dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ chân chính, lại chưa từng thấy nghĩ ra chuyện tu tiên lại có sức hấp dẫn lớn đến như vậy. Lúc này Tiêu Lục cũng mở miệng giải thích. Linh tỷ, hiện tại ở tu tiên giới, ngoài trừ những cổ phái như chúng ta ra, chỉ cần phổ biến linh căn nhân tạo, trên cơ bản chỉ cần có tiền là có tu vi. Cho dù là loại người béo ục ịch như Văn Bảo, mỗi ngày dùng bồi nguyên linh nuôi nấng mười mấy năm cũng có thể có tu vi luyện khí rồi. Cái này bỏ ra và thu hoạch hoàn toàn không tương xứng. Những người dân bình thường đó cho dù có dốc hết toàn lực thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền để đổi lấy linh dược tu hành chứ? Tán ra vài sản cả đời, chỉ sợ ngay cả luyện khí cửu phẩm cũng không giữ vững được. Rốt cuộc có ý nghĩa gì đâu? Lão Dâm Tặc sững sốt hồi lâu. Thật ra thì ta cũng không biết có ý nghĩa gì, nhưng mà bọn họ bằng lòng bỏ tiền ra, đương nhiên chúng ta bằng lòng nhận. Tiêu Lục nhún vai. Linh tỷ, đừng cố gắng tìm hiểu cách suy nghĩ của những tên ngu xuẩn đó. Nếu bọn họ bằng lòng động não suy nghĩ, bằng lòng nói chuyện đạo lý, thì ta đã không phải chạy tới đây đối phó với lão già Dâm Tặc này rồi. Lão Dâm Tặc cười khổ vài tiếng, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Nhưng mà rất nhanh hắn đã ý thức được, không cần hắn phải nói thêm gì nữa. Bởi vì Tiêu Lục lại tiếp tục nói, nhưng mà những lời người vừa nói lại khiến cho ta nảy ra một ý tưởng. Ý tưởng gì? Ba chủ dựa người vào khung cửa thông với phòng sau, không hiểu sao cảm thấy sau lưng lạnh toát. Sinh ra đã ngủ dốt. Ba chủ nghe vậy sửng sốt. Hả? Trên thế giới này, phần lớn mọi người đều ngu dốt. Loại ngu dốt này là bản năng, giống như chim chóc sinh ra đã biết bay, cá sinh ra đã biết bơi. Phần lớn mọi người trên thế giới này sinh ra đã biết ngu dốt. Đây là pháp tắc của thiên đạo, không cách nào cãi lại. Ta từng thử chống lại thiên đạo này ở Tiêu Gia Thôn. Ta lại tự cho mình là tài hùng biện, nhưng kết quả ngay cả một tên lính quen cũng không phản bác được. Không phải bởi vì ta kém cỏi, mà bởi vì lúc ấy ta đang đi ngược với thiên đạo, đi ngược lại với ý trời, cho nên ta thua. Ngược lại Thất Tình Môn, tuy rằng trong mắt chúng ta chỉ là một cái tà giáo hạ cửu lưu, nhưng chuyện này còn hắn làm lại thuận theo thiên ý. Ba chủ quả thực muốn phát điên. Bọn họ thuận theo thiên ý à? Tiêu Lục, đầu óc người có tỉnh táo không vậy? Tiêu Lục cười nói, hiện tại đầu óc của ta chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Là Linh Nhi hồ đồ rồi. Cẩn thận ngẫm lại xem, giữa thiên địa, pháp tắc lớn nhất là gì? Là sinh tồn dựa vào đào thải. Kẻ thích ứng sẽ tồn tại, là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Người xem hồ ly mắt thỏ, thỏ gây ra nghiệp chướng gì mà đáng bị ăn thịt? Thỏ ăn cỏ, chẳng lẽ hoa cỏ đáng đời bị ăn? Đáp án là thiên đạo pháp tắc chính là như thế. Người nếu đồng tình với hoa cỏ, thỏ sẽ bị chết đói. Đồng tình với thỏ, hồ ly sẽ chết đói. Kết luận cuối cùng sẽ biến thành thế giới này còn không bằng không tồn tại đi, miễn cho chúng sinh đều chịu khổ sở. Nhưng điều này hiển nhiên là sai lầm. Một tràng lý lẽ hoàn toàn đã khiến bà chủ hồ đồ rồi. Tiểu Lục đập đầu nhẹ nhàng vào khung cửa, cho đến khi khung cửa kiên cố bị đập rạn nứt vẫn không thể hiểu rõ. Đúng là không hiểu gì cả. Tiểu Lục nói, cho nên hãy thu hồi lòng trắc ẩn rẻ mạt kia đi. Chúng ta thường nói thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Nếu đã ở trong hồng trần cuồn cuộn không cách nào thoát khỏi thì cũng đành. Nhưng một khi đã bước chân lên tiên độ thì nên dùng tầm mắt cao hơn để nhìn nhận tất cả. Bạch tính ngu muội, như vậy thiên đạo đã định sẵn bọn họ sẽ bị người ta ức hiếp, bóc lột. Nếu không có ai ức hiếp bọn họ, ngược lại là một loại lãng phí. Thật Tình Bồn làm rất tốt, thành công diễn tròn vai trò quan trọng trên chuỗi thức ăn. Theo ta thấy, Thật Tình Bồn cùng những bồn phái tương tự khác giống như là một đám người nông dân cần mẫn thu hoạch lúa mì trên cánh đồng. Ta khinh, nông dân cần mẫn thu hoạch, người... Ba chủ quả thực muốn dùng đầu húc đổ cả bức tường. Bị Tiêu Lục nói một tràng khiến nàng rối loạn đầu óc. Đây là sự thật. Tiêu Lục nói, thở dài. Vấn đề duy nhất là người gặt hái. Thật Tình Môn thật sự là quá kém. Cảm giác trong đầu vẫn là một mớ hỗn độn. Ba chủ buồn bực gật đầu. Tóm lại trong việc phê bình Thất Tình Môn, chúng ta coi như là có tiếng nói chung. Thế nhưng tiếp theo, tiếng nói chung liền không còn. Bởi vì Tiêu Lục cười nói, Nếu Thất Tình Môn không đáng tin cậy, vậy chuyện này không bằng giao cho người chuyên nghiệp làm. Chuyên nghiệp? Tiêu Lục đưa tay chỉ vào chính mình. Nhà thám hiểm chuyên nghiệp ở ngay đây. Mẹ kiếp, không thể nào. Tóm lại chính là như thế. Theo ta thấy, thế giới này vốn dĩ đầy rẫy sự bóc lột. Hồ ly bóc lột thỏ, thỏ bóc lột cây cỏ, cỏ bóc lột đất đai. Trừ phi có thể đứng trên đỉnh của thiên đạo, nếu không thì đều phải cống hiến ra một chút gì đó, giống như là thuế má vậy đấy. Không thể tránh khỏi. Mà đối với những kẻ ngu xuẩn trong thiên hạ, thì cống hiến của bọn họ có thể gọi là thuế ngu ngốc. Số thuế này thay vì giao cho lũ Thất Tình Môn hạ lưu kia, chỉ bằng để ta thu cho. Trong phòng, Tiêu Lục ngồi xếp bằng trên giường, thao thao bất tuyệt. Trước mặt hắn có 4 người đang ngồi. Một người là bà chủ, thiệp được khoanh tay trước ngực, thân sắc có phần không đồng tình, cũng có phần bất an. Bên cạnh nàng là lão sầm tặc Hà Triêm, vì trưởng thảo Thất Tình Môn này, lúc này đã được cởi trói, ban cho chỗ ngồi, được hưởng đãi ngộ như khách quý. Chỉ là ngồi bên cạnh Tiểu Linh Nhi, lão sầm tặc này cứ như là ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Bên cạnh nữa lại là một nữ tu sĩ xinh đẹp yêu kiều, dáng người đầy đặn, chính là đạo nữ song tu của lão sầm tặc, cũng là người phụ trách liên lạc đóng tại Võ Hậu huyện, Vụ Phi Hòa. Nữ nhân này trời sinh có cốt cách yêu mị, lại tu luyện công pháp tà đạo, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ quyến rũ. Chỉ tiếc hiện tại hai má sưng vù, trên người còn có nhiều chỗ bị thương, vốn suýt nữa đột phá đến luyện khí nhất phẩm, kết quả bị một quyền đánh cho trở về nguyên hình, tiểu thụy không tả xiết, khiến cho hình tượng giảm đi rất nhiều. Cũng giống như vậy, ở trong phòng với Tiêu Lục và Tiểu Linh Nhi, nữ tu sĩ này cũng vô cùng căng thẳng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Bởi bên cạnh Vụ Phi Hòa là Văn Bảo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn vốn đang canh giữ ở ngoài viện, lúc này bị võ sư hộ viện của biệt viện cầm tín vật của Tiêu Lục gọi vào. Những gì nhìn thấy trước mắt khiến cho hắn không thể nào hiểu nổi, những gì nghe được cũng đều là những lý luận kỳ quái. Sư huynh, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tiêu Lục cười cười. Như ta vừa nói, thiên đạo pháp tắc đã định, chúng sinh ngu muội trên thế gian cần phải nộp một khoản thuế ngu ngốc. Mà để thực hiện thật tốt pháp tắc thiên đạo này, ta quyết định thành lập một giáo phái. Hả? Cái cằm đầy đặn của Văn Bảo như muốn rớt xuống đất. Tiêu Lục tiếp tục nói, tôn chỉ của giáo phái này chính là thu thập, quản lý thật tốt thuế ngu ngốc của những kẻ ngu muội trong thiên hạ, bảo vệ quyền lợi cho bọn họ. Bà chủ giơ tay lên. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc bảo vệ quyền lợi của bọn họ? Đương nhiên đã có liên quan. Tiêu Lục thản nhiên nói, so với bị lũ Thất Tình Môn bóc lột, bị ta bóc lột chẳng phải còn tốt hơn sao? Gì? Có gì khác nhau chứ? Cũng giống như bị cưỡng gian vậy. Người muốn bị Bạch Mã Hoàng tử cưỡng gian hay là bị yêu quái cưỡng gian? Cái thứ vi phòn gì vậy hả? Ta cái nào cũng không muốn. Tiêu Lục cười nói, tư duy của lão sử nữ như ngươi không có tính phổ biến. Tâm đại đạo lý chính là như vậy. Chỉ cần giáo phái của ta làm tốt hơn Thất Tình Môn, đối với những kẻ ngu muội kia mà nói chính là chuyện tốt. Có điều Thất Tình Môn dù sao cũng là môn phái trăm năm, muốn làm tốt hơn bọn họ thật ra cũng không dễ dàng gì. May mắn là chúng ta có mấy điểm ưu thế. Thứ nhất là ưu thế về lý luận. Tuy rằng Thất Tình Môn có rất nhiều thủ đoạn lừa bịp, nhưng lại thiếu một hệ thống lý luận cốt lõi nhất quán. Bọn họ không thể thật sự trả lời những câu hỏi như vì sao chúng ta cần tu tiên, vì sao chúng ta có thể tu tiên, nếu gặp phải hoàn cảnh khó khăn phải làm thế nào để ứng phó. Nhưng chúng ta có thể, bởi vì chúng ta có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh. Bà chủ tiếp tục giơ tay lên. Từ lúc nào mà chúng ta có hệ thống lý luận này vậy? Tiêu Lục thản nhiên nói, một nén nhàng trước ta vừa mới nghĩ ra. Thứ hai là ưu thế về chế độ. Thất Tình Môn là một môn phái hạ cửu lưu, quản lý lỏng lẻo, chế độ hỗn loạn, hiệu suất làm việc thấp kém. Nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta xuất thân từ ngũ tuyệt trong Vạn Tiên Minh, được tiếp nhận kinh nghiệm quản lý chế độ tiên tiến, có thể nâng cao hiệu suất vận hành của giáo phái, đồng thời tránh được những nguy hiểm riêng. Bà chủ như cười như không. Thứ ba là ưu thế về nhân sự. Thất Tình Môn phần lớn là do những tu sĩ tu hành không thuận lợi cùng những môn đồ tu muội bị lừa gạt tạo thành. Vừa thiếu lòng tin, vừa thiếu sức chiến đấu, tố chất lại cực kỳ thấp. Nhưng chúng ta thì khác. Chỉ riêng bản thân ta không những có không linh căn đứng đầu tu tiên giới, mà còn trực tiếp được tiếp nhận nền giáo dục tu tiên tiên tiến bài bản. Tuy rằng hiện tại cảnh giới còn thấp, nhưng tiềm lực phát triển rất lớn, hơn nữa nền tảng cực kỳ vững chắc, về mặt tố chất nhân sự chiếm ưu thế tuyệt đối. Ha 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 ha. Thứ tư là bà chủ giơ tay lên ngắt lời. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa, người muốn làm gì thì nói thẳng ra đi. Nói một cách đơn giản, chính là lấy mấy người chúng ta làm nòng cốt, thành lập giáo phái. Vừa rồi chỉ là để khích lệ tinh thần cho mọi người thôi. Bà chủ cười khẩy. Người muốn làm gì thì làm, đừng tính ta vào, ta không có hứng thú thành lập tà giáo đâu. Nói xong thì liền đứng dậy, định bỏ đi. Tiêu Lục thở dài. Nhưng theo kế hoạch của ta, giáo phái cần một người đại diện có hình tượng tốt. Người này không những phải có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mà còn cần khí chất cao quý thánh khiết, nhưng cũng không kém phần thân thiện. Trong số những người ta quen biết, ngoài người ra không còn ai thích hợp hơn. Ba chủ thản nhiên ồ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn lại ngồi xuống. Lúc này gã vập rụt rè giơ tay lên. Sư huynh, ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Lục dứt khoát nói. Người không cần biết nhiều như vậy. À, nhỉ. Văn Bảo ngượng ngùng bỏ tay xuống. Tóm lại, nếu mọi người không có ý kiến gì khác, giáo phái của chúng ta chính thức được thành lập. Ba chủ lại giơ tay lên. Nói nửa ngày trời, giáo phái của ngươi còn chưa có tên kìa. Đương nhiên là có tên. Tôn chỉ của chúng ta là quản lý tốt thuế ngủ ngốc. Vậy gọi là Tổng cục Quản lý Thuế Ngủ Ngốc Cửu Châu đi. Cái tên quái gở gì vậy? Gọi tắt là Cục Thuế Trí, nghe có phải uy phong hơn không? Uy phong cái gì chứ? Nghe quỷ chết đi được. Đương nhiên, cái tên Cục Thuế Trí quá mức tân tiến, cho nên chỉ dùng nội bộ thôi, còn đối ngoại sẽ gọi là Trí Giáo. Vẫn kỳ quá như thường. Xài, nói chuyện với kẻ ngu ngốc như người thật là phí lời. Mau vỗ tay nào. Thế là trong phòng vang lên tràng pháo tay yếu ớt đầy miễn cưỡng. Một lát sau bà chủ buông tay xuống thở dài. Chúc mừng ngươi, bất chấp nguy hiểm, bị trưởng hình trưởng lão đánh chết, xuống thứ thành lập tà giáo, rồi sao nữa, hai người kia tính sao đây? Nói xong thiếu nữ đưa tay chỉ lên tên tù binh của Thất Tình Môn, khiến cho hai người kia giật nảy mình, mồ hôi lạnh túa ra, sợ bị diệt khẩu. May mắn là Tiêu Lục không có ý định giết người, ngược lại còn cười nói. Tiếp theo chúng ta sẽ mở rộng đội quân nhân tài. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía lão dâm tặc và Vụ Phi Hòa. Ba chuông gần người kinh ngạc hỏi. Tiêu Lục, chẳng lẽ người muốn thu nhận cả hai người bọn họ? Lão dâm tặc và Vụ Phi Hòa cũng kinh ngạc trừng lớn mắt. Tuy rằng sớm nhìn ra Tiêu Lục không có ý định giết người, nhưng vẫn nghĩ tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Xem ra thì hắn muốn thu nhận bọn họ làm thuộc hạ. Hai người này đều là người cũ của Thất Tình Môn. Tuy rằng tu vi có kém chút, nhưng dù sao cũng là tu sĩ tiên gia, làm dao động chân tay cũng được, không cần dùng thì phí. Tùy ngươi. Rõ ràng ba chủ không có hứng thú với chuyện kinh doanh của Tiêu Lục. Nghe xong những lời này, trong lòng của lão dầm tặc và Vụ Phi Hoa đều dâng lên vô số suy nghĩ, nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện, sợ đối phương trở mặt giết chết bọn họ. Tiêu Lục cười nói. Hai người các ngươi không cần sợ hãi. Tuy rằng ta và Thất Tình Môn có thủ có oán, nhưng chỉ cần hai người chịu quay đầu là bờ, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Sau này hai người chính là thành viên cốt cán của giáo phái, tận tâm tận lực mà làm việc. Những đãi ngộ như phúc lợi sẽ tốt hơn Thất Tình Môn rất nhiều. Hai người cười gượng, cứng nhắc gật đầu. Trong lòng nhanh chóng tính toán thiệt hơn, nhưng là vẫn không rõ ràng lắm. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã là tù nhân, cho dù Tiêu Lục có nóng mặt nói mặt trời mọc đằng tây, bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chính xác, quá chuẩn luôn. Thấy thái độ của hai người như vậy, Tiêu Lục chợt mỉm cười. Hai tiểu tử mới gia nhập này, lòng trung thành quả nhiên chưa đủ, nhưng không sao. Làm thân lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao, việc quan trọng nhất chính là quản lý tốt đội ngũ. Mà phương pháp quản lý đội ngũ thì... Tối hôm đó, khi dẫn người rời khỏi biệt viện của huyện lệnh, Tiêu Lục lần lượt tìm lão dầm tặc và Vũ Phi Hòa nói chuyện riêng để động viên tinh thần cho bọn họ. Hắn liệt kê cho lão dầm tặc Hà Triêm 3 điều lợi, chỉ trong nháy mắt đã đánh trúng tâm lý của lão, khiến cho lão cam tâm tình nguyện trở thành chó săn cho hắn. Thứ nhất, tuy rằng tu vi của ta không cao, nhưng xuất thân của ta không thể nào sánh bằng. Tuy rằng ta chỉ mới tu hành hơn 2 năm, nhưng những kiến thức ta tiếp thu được ở Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh, cho dù ngươi có bỏ ra 100 năm cũng không thể nào có được. Lão Dâm Tặc cười khổ nói, quả thật là như thế. Ta tu hành 100 năm, công pháp tu luyện chủ yếu chỉ là Thất Tình Quyết, được kết hợp từ 7-8 loại công pháp khác nhau. Ngay cả công pháp trung phẩm cũng hiếm khi nhìn thấy. Còn đệ tử của danh môn đại phái lại có thể tùy ý xem công pháp thượng phẩm trong môn phái, thật sự là khác biệt. Ngươi cũng đừng có hâm mộ công pháp thượng phẩm làm gì. Cho dù có cho ngươi, với tư chất ngũ hành linh căn của ngươi, cũng không tu luyện ra được thành tựu gì đâu. Cho dù là công pháp hạ phẩm, cũng phải xem có phù hợp hay không. Lục trường khi ngươi còn tu hành ở Vạn Tiên Minh, chính là tính trường hợp giữa linh căn và công pháp cũng coi như tạm được. Nhưng sau khi bị trục xuất sư môn, ngươi không có công pháp để tu luyện, sau khi trúc cơ, bất đắc dĩ phải dùng Thất Tình Quyết để mà thay thế. Tính trường hợp giảm đi rất nhiều. Con đường tu luyện không những gian nan trắc trở, mà ngay cả nền tảng lúc trước cũng bị hủy hại không ít. Lão Dâm Tặc nghe xong im bặt không nói gì. Nhưng mà ta có mấy bộ công pháp thích hợp với ngũ hành linh căn, không dám chắc có thể giúp cho người tu luyện đến cảnh giới cao siêu gì, nhưng chắc chắn tốt hơn tình trạng hiện tại rất nhiều. Chỉ cần ngươi làm việc thật tốt, những công pháp này ta đều có thể cho ngươi. Lão Dâm Tặc lập tức động lòng. Thứ hai, ngươi ở Thất Tình Môn chỉ là một tên trưởng lão lục tinh, quyền lực có hạn. Nhưng hiện tại ta đang cần ngươi, cho nên cho ngươi chính là phó cục trưởng cục thuế vụ này, cũng chính là phó giáo chủ của Trí Giáo. Cục trưởng quá khen, Hà Mẫu hổ thẹn không dám nhận. Không có gì mà không dám nhận. Giáo phái mới thành lập, trăm việc cần làm, chuyện gì cũng cần có người đi làm. Mà người có thể làm việc cũng chỉ có lão giả ngươi và lão bà kia của ngươi. Trong cạnh và bà chủ bất tài kia, ngay cả một cái quán trọ cũng quản lý không xong, còn thêm một tên nhóc mập ú, vậy thì giáo phái này khỏi cần tồn tại nữa cũng được. Nghe những lời đánh giá về bà chủ, lão Dâm Tặc sợ hãi trong lòng, không dám tùy tiện đáp lời. Hết tập 14.